Hello. 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 Okay, so speak louder. Hello. Hello. Okay, so how are you? I'm fine, thank you. Okay, nice. So now the homework. Okay, so first let's check your new words. Why? What does it mean? Why? What does it mean? Fair play. Fair play. Fair play. Fair play. Fair play. Okay, next. Here. 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 Yeah. Next. Important. 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 What does it mean? Quan trọng. Idea. 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 Idea là gì nhỉ? Idea. Idea là gì nhỉ? Ý kiến ạ. Ok, idea là ý kiến này chưa nào? Tiếp nào. Square. 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 Square là gì? Quảng trường. Ok, square là quảng trường. Tiếp nào. Stadium. 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 Now, S ở đâu nào? Stadium. 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 S đâu rồi? Stadium. Nhớ cái nào có S ở đầu thì phát âm rõ ràng lên được chưa nào? Đừng có bỏ âm S như từ square, stadium. 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 Square. 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 Okay, tiếp nào. Cấu trúc nào? Cấu trúc là đất này. Từng dạng một nào. Chúng ta có những dạng nào? Mấy dạng nhỉ? Dạng câu có 3 dạng. Đầu tiên là dạng câu hỏi ạ.
Dạ, câu hỏi là đứt cộng với chủ ngữ là I do we they he she it cộng với cả là động từ nguyên thể I, you, I you we, they, we they he, she, it. it we she it cộng với động từ nguyên thể Okay, correct. Tiếp nào. về câu hỏi có câu trả lời ngắn là yes chủ ngữ là I do we they he You. she it I you we they he she it Rồi, tiếp nào. với đứt tiếp theo là no chủ ngữ là I do we You. I you we they he she cộng với cả đứt 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 nó hoặc là đứt đừng Didn't. đứt đừng đứt đừng Ok. đừng You là chủ ngữ, còn your là tính từ sở hữu được chưa nào? Không được nhầm hai cái đấy được chưa nào? Tiếp nào. thầy chỉ cho mỗi cái đấy được Thế cho ba dạng liền mà. vâng em đọc ba dạng này Đấy chỉ là một dạng câu hỏi, còn dạng khẳng định và dạng phủ định đâu. à, có phải là cái chúng ta sử dụng thì có thứ Đấy là cách sử dụng cơ mà. Còn dạng khẳng định và dạng phủ định đâu. à dạ phủ định là I you we they he she it cộng với động từ nguyên thể cộng với like và like thêm từ em Nào, cấu trúc cơ mà. Cấu trúc thầy bảo về nhà học cơ mà, có ba cái dạng cơ mà, dạng khẳng định, dạng phủ định và dạng câu hỏi cơ mà. Sao lại học mỗi dạng câu hỏi thế? thế thì em chưa rõ. Thầy đã ghi ra từng dạng một rồi cơ mà. Thầy ghi rõ là dạng nào ra rồi cơ mà. Có như thế positive hay không nào? Dạng gì đây? Khẳng định Thế có giờ chưa có chép cái này thì không? có à em chết cái này được Ừ thì nay cái này là em dạng đọc khẳng định, cái thế đấy tại sao thầy hỏi lại không trả lời? có em như vậy là vừa nay em đọc cái đấy Dạng phủ định nào? Play đây là ví dụ thôi được chưa nào, chứ không phải là thêm play được chưa nào? Còn dạng phủ định là I, you, Ok, những cái đấy gọi we, là chủ ngữ được chưa they. nào? Chủ ngữ cộng với gì? Ngữ cộng với trợ động từ Động từ gì?
Cho động từ gì nhỉ? Cho động từ phủ định. Cho động từ gì? Đứt nót. Cho động từ đứt. Đứt. Và hoặc đứt nền. Cộng với động từ. Cho động từ là gì? Trợ động từ là đứt rồi. Còn tiếp là đến gì? Từ phủ định. Từ phủ định là gì? Not ạ. Ok, hoặc là mình viết tắt lại là didn't. Sau đó thì cộng để cộng với gì? Cộng với động từ nguyên thể. Động từ nguyên thể. Sau đó cộng với gì nữa? Cộng với gì nhỉ? Với các ví dụ. Ngữ được chưa nào? Sao lại cộng với các ví dụ? Play đây là ví dụ của cái động từ thêm ed này được chưa nào? Chứ không phải là thêm ví dụ vào đây được chưa nào? Nhìn thấy did not và didn't play này chưa, là ví dụ của cái cụm từ didn't cộng với động từ nguyên thể. Động từ nguyên thể đây là từ play, đây là ví dụ được chưa nào? Chứ không phải là cộng với các ví dụ được chưa nào? Nhắc lại dạng nguyên thể, à, dạng khẳng định nào? Khẳng định có I, you, đấy là chủ ngữ. À, chủ ngữ cộng với động từ nguyên thể. Động từ gì? Động từ nguyên thể. Có thật là động từ nguyên thể không? Mình đang học ở thi gì? Thì quá khứ đơn. Thì quá khứ đơn thì động từ làm sao? Động từ phải làm sao? Phải chia ở quá khứ được chưa nào? Động từ phải chia ở quá khứ được chưa nào? Với động từ có quy tắc thì là thêm gì? Với động từ có quy tắc thì thêm thêm gì? ES ạ. ED. Sao lại S ở đấy? ED. Rồi, thêm ED được chưa nào? Với động từ bất quy tắc thì sao? Với động từ bất quy tắc thì động từ bất quy tắc cơ mà. Sao có quy tắc và bất quy tắc lại giống nhau thế? Bất quy tắc thì làm sao? Em ở đâu? Xem ở bảng gì? Xem vào bảng gì? Em nghe rõ rồi. Nghe rõ chưa nào? Em chưa nghe rõ. Nghe rõ chưa? Được. Nếu như là dạng bất quy tắc thì là xem ở đâu? Ở quyển nào? Xem ở quyển 360 động từ bất quy tắc ở cột 2. Rồi, đến động từ bất quy tắc đi chưa nào? Đã rõ cấu trúc này chưa? Play đây chỉ là ví dụ của động từ có quy tắc mà thêm ed được chưa nào? Okay, today we will do some example. Nên chúng ta sẽ làm một vài bài tập ví dụ được chưa nào?
Được chưa nào? Yeah. Okay. Taron, complete the sentences with did, was, or were. Yêu cầu của đầu bài là gì? Là gì con nhỉ? Yêu cầu của bài viết. Complete là gì? Viết ạ. Complete cơ mà. Hoàn thành. Hoàn thành gì nhỉ? Từ mới đâu rồi? Từ complete là hoàn thành. Vậy còn từ sentences? Sentences là gì? Hoàn thành các cái câu bên dưới với gì? Did gì? Từ này đọc là gì? What? Was. Was. Were. Oh, when. Was. Was or were. Was. Cái này có was. S, còn cái này không có S, được chưa nào? Was. 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 Were. Were. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ điền các cái từ did, was hoặc là were vào các cái chỗ trống này, được chưa nào? Để hoàn thành các câu bên dưới. Ok, chúng ta có 4 câu và thời gian là 4 phút, được chưa nào? Finish. Okay, now number one, the 2012 Olympic Games was held in London. Was
Ok, what? Health. Hell in London. 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 Ok, gì đi? Were, not was. Đây là were. Tại sao đây lại là were mà không phải là was? Em bây giờ là ở trên ấy của em là was. Đây là were không phải là was. Thầy đang bảo câu 1 cơ mà, đây là were không phải là was. Were này không có s được chưa nào? Tại vì sao nhỉ? Tại vì sao nó lại là were? Vì games. Làm sao nhỉ? Games. Vì game là một trò chơi. Số nhiều được chưa nào? Nhìn thấy s chưa? Em như thế là was với cả were là gì ạ? Was và were là động từ to be ở quá khứ được chưa nào? Quá khứ của be. Với danh từ số nhiều thì sẽ là were, không có s. Còn với danh từ số ít sẽ là was. Đọc thì đọc rõ lên từ nào là was và từ nào là were. Phân biệt giữa hai từ này được chưa nào? Rõ chưa nào? Ok. Vậy câu 1 sẽ là were. Câu số 2 nào? Câu số 2 là was. Từ này đọc là gì? Was. Ok, đây là was. Rồi, câu số 3 nào? Was. Ok, là was. Tiếp nào? Were. Cái từ are này có nghĩa là hoặc, được chưa nào? Cái từ are này không được điền với was. Chỉ điền một trong ba cái từ này thôi, được chưa nào? Ok, đây là did. Tại sao đây là did? Tại vì did là một từ... Tại sao? Nhìn nào, nhìn dấu hiệu nào. Dấu hiệu đây là gì? Ở đây có not được chưa nào? Có nhìn thấy not không? Còn not thì phải đi với gì? Còn not thì phải đi với gì? Đi với did. Ok, sẽ là did not. Được chưa nào? Để ý các cái dấu hiệu được chưa nào? Ok, tiếp nào. Were hay là was? Were. Ok, đây là was. Tại sao đây vẫn là was? Chủ ngữ đây là gì? Ai ạ? Ok, chủ ngữ ai là số gì? Ít ạ. Rồi. Câu số 4 nào? Was hay là were? Was. Ok, đây sẽ là did. Tại sao đây là did? Tại sao đây là did nhỉ? Đây có do. Nào, dấu hiệu là gì? Ở đây dấu hiệu là gì?
Dấu gì đây? Câu hỏi ạ. Thế là dạng gì? Dạng câu hỏi ạ. Dạng câu hỏi thì làm sao? Dạng câu hỏi thì phải có đứt ạ. Đứt ở đâu? Đứt ở đâu? Đứt ở trên ạ. Đứt ở đâu nhỉ? Đứt ở trên đầu ạ. Tại vì ok, đứt trên đầu câu được chưa nào? Tiếp nào. Tiếp sẽ điền gì? Was. Was hay là were? Were. Were. Có S hay là không có S? Có S hay là không có S nhỉ? Ok, rồi. Nhìn thấy trên màn hình chưa nào? Ok, thấy bắt đầu làm tiếp tục nào. Were hay là was? Were. Có S hay là không có S nhỉ? Không có S. Ok, đây là were không có S được chưa nào? Tại vì chủ ngữ đây là you. Được chưa nào? Tiếp nào. Yes. Yes, I. Ok, yes, I did. Tiếp nào. It was hay là were? Was. Ok. Đầu tiên là yes I did. It was. Rồi đây là was được chưa nào? Chính xác. Tại vì it là đi với was được chưa nào? Ok. Có câu hỏi gì? Hay có từ mới nào cho bài tập này không nào? Có câu hỏi từ mới nào không? Armstrong. Armstrong là tên của phi hành gia được chưa nào? Tiếp nào. Tên riêng hay là từ mới? Tên riêng của phi hành gia được chưa nào? Phi hành gia tên là Neil Armstrong. Tiếp nào. Còn gì nữa không? Ok, thế clamp. 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 Clamber là gì? Là gì nhỉ? Là leo núi được chưa nào? Ghi lại nào, clamp, leo núi. Ok. Chúng ta có bài tiếp theo được chưa nào? Write the correct form of the verb to complete the conversation. Ở bài này thì mình sẽ viết các cái
dạng đúng của những cái động từ để hoàn thành cái đoạn hội thoại này được chưa nào? Ok, đây chúng ta có tất cả là 10 động từ và thời gian là 5 phút được chưa nào? Ok chưa nào? Ok, bắt đầu nào. Con làm được bao nhiêu câu rồi? Em làm được 7 câu rồi. Ok. I finish. Ok, now number one. Vụ ăn. Số 1 là gì nhỉ? Be not. Số 1 là gì? Be not. Ok, số 1 là worse. Mình phải chia cái từ be này ở dạng quá khứ mà. Giờ quyển 360 động từ bất quy tắc ra nào. Mở thấy từ be ở trang đầu tiên chưa nào? Thấy chưa nào? Con thấy từ be chưa? Yeah. Ok, ở đấy thì nó ghi ở cột 2 là nó từ be nó chia thành mấy từ? Hai từ. Hai từ là từ nào? Worse.
Pin. Ở cột số 2 thôi mà. Cột số 2 là có chữ was. Was và gì nữa nhỉ? Was và bed. Bed. Ở cái cột số 2 và trong cái ô đấy nó chia thành những từ nào? Thành was và were. Có nhìn thấy không nào? Ở đây mình sẽ chia ở dạng quá khứ được chưa nào? Ở quá khứ đơn thì nó cột 2 vậy nó sẽ là was. Câu số 2 nào. Câu số 2 này điền gì? Câu số 2 này điền gì nhỉ? Điền gì đấy? Điền gì nhỉ? À không, đứt gì? Đứt gì? Đứt đừng gì? Đứt đừng gì nhỉ? Đứt đừng gì? Đứt đừng gì? Ở đây mình sẽ điền là didn't do. Tại vì sao đây lại có do? Vì đây ở đây động từ là do, còn not ở dạng phủ định như thế nào? Nhớ là ở dạng phủ định của thì quá khứ đơn thì mình sử dụng trợ động từ didn't cộng với lại động từ nguyên thể. Thì đây mình sẽ sử dụng là didn't, động từ nguyên thể đây là do. Khi nào nhìn thấy dạng như thế này thì để ý được chưa nào? Khi nào mình nhìn thấy cái dạng có not này cộng với lại một cái động từ nào đó ở đây được chưa nào mà nó là do hoặc là dạng nào khác thì mình phải sử dụng là didn't cộng với lại cái động từ đằng sau từ not này được chưa nào? Đặc biệt là đối với trường hợp not do này rất dễ bị nhầm lẫn được chưa nào? Ghi lại chưa nào? Câu số 3 nào. Câu số 3 là gì? Là gì nhỉ? Sẽ điền là gì? Sit. Sit gì? Sit người idiot. Ok, từ sit này là từ bất quy tắc, nó sẽ là sat. Sit là bất quy tắc được chưa nào? Câu số 4 nào. What? Câu số 4 là điền là gì? Số 4 điền là gì nhỉ? Watch. Watch. Watch thêm gì nhỉ? Thêm S. Sao lại thêm S? Đang ở thì nào? Sao cứ S mới lại S ở đây thế nhỉ? Thầy đang nói là ở thì nào? Thì quá khứ đơn có quy tắc thì thêm gì? Có quy tắc thì thêm thêm gì? Not. Thêm gì? Not là từ phủ định cơ mà. Có quy tắc thì sẽ thêm gì? Thêm gì đây? Nhớ chưa nào? S với ES là thì hiện tại đơn. Còn ở thì quá khứ đơn thì phải thêm
ED. Câu số 5 nào. Câu số 5 điền là gì? Đọc lên nào. Câu số 5 con sẽ điền là gì? Gâu nguyên thể luôn hay là gì? Nào, điền gâu hay là điền gì? Gâu. Ok, đây là quá khứ thì go là từ bất quy tắc, được chưa nào? Bất quy tắc sẽ chuyển thành went. Câu số 6 nào. Câu số 6 have sẽ chia như thế nào? Chia như thế nào nhỉ? Câu số 6 này sẽ chia như thế nào? Nào. Có thật là ED không? Động từ này bất quy tắc sẽ chuyển thành had. Câu số 7 nào. Câu số 7 là gì? Con sẽ điền là gì? Nào, câu số 7 con điền là gì? Do sẽ chia thành gì? Do chia thành did, được chưa nào? Câu số 8 nào. Câu số 8 con sẽ điền, con sẽ chia visit thành gì? Thành gì? Visit sẽ thành gì nhỉ? Thành visited. Đây là động từ có quy tắc thêm ed rồi chưa nào? Không phải cứ nhìn thấy có từ sit này nó là bất quy tắc đâu. Nhìn vào cái cụm từ, đây là động từ có quy tắc. Visit là thăm. Visited là quá khứ của từ visit và nó dạng có quy tắc, được chưa nào? Câu số 9 nào. Động từ it sẽ chia như thế nào? Động từ it chia thành gì nhỉ? Động từ it sẽ chia thành gì nhỉ? It. Ok, it sẽ chia thành it. Chính xác. Câu số 10 nào. Score. Score sẽ chia như thế nào nhỉ? Thêm gì? Score thì thêm gì? Score đây có y rồi thì mình chỉ việc thêm gì? Điều. Rồi, there's scored. Được chưa nào? Ok, về nhà xem cho thầy những cái từ bất quy tắc để đến khi gặp còn biết đang sử dụng, biết cách chia được chưa nào? Ok. Ở đây chúng ta không có từ mới nào đúng không nào? Đúng không nào? Ok, vậy chúng ta sẽ tạm dừng buổi học tại đây được chưa nào? Về nhà học thuộc lại cấu trúc của thì hiện tại, à thì quá khứ đơn được chưa nào? Nhớ học thuộc lại buổi sau thầy kiểm tra được chưa nào? Cả ba dạng. Rõ chưa nào?
Rõ chưa? Okay. Goodbye. Goodbye.